Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của công nhân, người lao động. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều giải pháp chung tay đồng hành với người lao động, từng bước khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Với phương châm ở đâu khó, ở đó có tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động nghèo, lao động tự do trong thời gian phòng chống dịch. Theo đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã mang các phần quà gồm gạo, rau củ quả đến tận khu nhà trọ thuộc khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành để trao cho người lao động. Tại đây, đa phần là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do. Do tình hình dịch á, giờ công ty không có làm, rồi giờ khó khăn quá trời luôn. Giờ 2 tháng qua ở nhà không. Giờ tiền ăn thì uống cũng hơi khổ. Bây giờ công đoàn hỗ trợ cho mang ơn nhiều lắm. Cuộc sống mình cũng rất cũng khó, tại vì mình không đi làm được. Giá lại các công ty người ta quýt cứ mở cửa cho mình làm nữa. Nay được công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh cho thì hôm nay thay mặt chị em Can Sơn Thành cảm ơn rất nhiều. Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vận động các tổ chức công đoàn đặc biệt ưu tiên các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời tuyên truyền đến công nhân, viên chức, người lao động về phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Với phương châm, mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên. Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động là một chiến sĩ trong phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm doanh nghiệp nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đóng góp, chung tay chăm lo công nhân lao động. Trong đó, đặc biệt chú trọng những người yếu thế, người mất việc làm, lao động tự do, không phải là đoàn viên công đoàn. Có người thì thu nhập một phần, có người thì mất hẳn thu nhập. Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm, gạo, một số rau củ quả, đường, nước mắm để soạn thành một cái combo đem đến các khu nhà trọ mà người lao động đã ở đó. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các cấp công đoàn, thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng người lao động nghèo để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, trở về cuộc sống bình thường. Dịp này, Liên đoàn Lao động còn đến tận nơi sinh sống làm việc của người lao động nghèo, trao 30 phần quà Tết Trung Thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nhằm mang đến cho các em một cái Tết Trung Thu trong mùa dịch ấm áp tình thương.